Chào tất cả mọi người, mình đang đứng trong căn nhà ở vùng Sudan Southeast. Vùng Sudan là cái vùng có cái lake, có cái hồ mọi người có thể xài rất nhiều hoạt động quanh năm. Và cái trường học ở dưới khu này rất là tốt. Thì đây là một căn nhà 2 story, ngày mai mình sẽ list lên thị trường. Mình sẽ list với giá là 689 ngàn.